rất là thụ luôn, cầm lên thụ hết, con chú chiếu nó rất mưa rồi, xong rồi. Thì có gì thì bắt lại các bạn coi chơi cho vui, chứ tháng này biết có gì đâu bắt. Hello, mình mới chào các bạn nha. Bạn hôm nay mình tiến hành đi sâu nữa các bạn ơi. Cái này cũng đã bắt rắn nữa nha. Bắt rắn, bắt chuột, bắt ếch, bắt chim, có nào cuối cái đó. Biết sao giờ, đi sâu nghề này nghề bà cậu mà. Mình đi sâu cũng cập cập với mé vậy nè các bạn. Nước giờ nó ngập tràn giang đại hải hết trơn rồi. Sâu như này kiếm rắn nè, kiếm chuột, kiếm chim nè. Mấy bờ đê nè, bờ đê bự bự nè, bờ đê bự bự này còn thấy đường, thấy rắn đâu được, thấy ếch rồi được. Thì có nè, bắt các bạn coi chơi cho vui. Có chú nào lú đầu ra, mình túm cổ mình bỏ vô bao liền nha. Mà sao bây giờ chưa thấy con nào hết trơn, không biết đi đâu hết trơn nè. Trốn hết là chiều mưa, mình không có đi trễ, mình không có đi sớm được. Trời mưa mình không có đi sớm được, mình đi trễ. Rồi tiếp theo mình sâu nha các bạn. Có thằng nào gắn bự bự rồi, có thằng nào bỏ ăn cây rồi, mình bắt cho bạn coi chơi cho vui ha. Rồi tiếp theo mình đi thôi, let's go. Ban đêm nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, cái dân bự người ta chọi bể cái đầu. Chắc này nó còn nhát, cái này nó còn rú đầu rồi. Nó còn nhát hết nè. Cái nó bự nha, cái này phải trọng. Con đầu tiên đang, nha, gắn này đang thù lù luôn, đang tản cư luôn. Rồi, một con đầu tiên luôn nha, đuôi vỏ luôn. Gắn này hôm nay sao nó hiền dữ ta. Mình phải thay đổi vỏ mới hoài các bạn ơi. Vỏ cũ nó đi hoài mình sợ uổng. Đây, một con đầu tiên nha. Nay mình sẽ bắt gắn nha các bạn. Dùng mình bây giờ chỉ có gắn với cá thôi, chứ không có gì hết á. Rồi, một con đầu tiên. Có này vui vui rồi, kịch tính rồi, quay các bạn coi chơi cho nó vui. Săn rắn rồi. Rồi vô vỏ, cuộn lại. Giờ mình tấm lại gì này cho nó gọn. Dễ. Xong, tiếp tục nha. Mình phát hiện một em thứ hai các bạn ơi. Chắc ở chỗ các bạn sao, chỗ mình bây giờ nước ngập tới lỗ mũi hết rồi. Nước ngập lùm, ngập bờ, tràn bờ hết rồi các bạn ơi. Đây nó nằm đây. Chờ queo đây. Chơi nó thôi. Đi một em. Đây, cái một em này nè. Cái queo. Thêm một em nữa. Nước tràn ngập dữ lắm mà. Tràn vào, tràn bậm hết rồi. Đây nha, hai em nha. Rồi, có em nào kịch tính mình bắt lại cho các bạn coi chơi. Hai đứa rồi. Các bạn coi kênh mình có nghe dàn nhạc ngũ âm của mình quýnh đã không? Dàn nhạc mình khỏi cần ghép nhạc vô, dàn nhạc mình rung mình luôn. Đây một đứa nữa nè. Đứa này nằm phải kính nha. Chơi nó thôi. Một em nữa nha. Dàn nhạc của mình khỏi ghép nhạc vô. Ôi da, trời. Cắn ngồi rồi. Quay lại chơi liền. Mình cũng kỹ kỹ nó mới được. Cắn rất sợ quá, sợ rồi. Đó, lụm một em nữa. Dàn nhạc ngũ âm của mình đó. Dàn nhạc nhái bầu của mình đó đã tán cư không? Bây giờ được nhiêu rồi nè? 4-5 đứa gì vậy? Rồi, tiếp tục nghe các bạn. Một em nữa nha. Trời, quên bật máy quay luôn, quên bật điện thoại luôn. Hủ đầu nó cắn ghê trời, nó hủ ghê. Mày thủ không mày? Rồi chứ nó lẹ lắm. Rồi này nó nhỏ mà nó lẹ lắm nha các bạn, chứ phải nó vừa thôi nha. Nó nhỏ lắm, nó lẹ tốc hành tốc độ cao lắm đó. Dính. Một em chuột kia. Chuột này tắt số. Rồi, nó đẹp tình luôn.
Trời ơi. Trời ơi, ông bần tảng cư rồi, chút xíu nó bị chích rồi. Một em chuột nha các bạn. Một em chuột đầu tiên nha. Thì có gì thì bắt lại các bạn coi chơi cho vui. Chứ tháng này biết có gì đâu bắt. Cái phần nét sâu này cũng hên xu nữa các bạn ơi. Trời ơi con chuột. Cái ấy thừ lừ luôn rồi. Quá trời con chuột nó mập ú nu hiền mụ luôn. Quá dữ luôn. Chết luôn rồi. Rồi máu xịt xịt luôn. Bắn ngay trên cái đầu nó néo leo tình luôn nha các bạn. Khỏi đập luôn. Thôi lần sau đi nha. Thở khẹt khẹt luôn rồi. Có chuột chiên rồi đó. Có món chuột chiên rồi đó nha. Vô làm sao đi. Máu thừ lừ thè lè luôn. Hai chú nó mua chuột ruột cái gì sao mà chạy vào này dữ thần vậy ta. Đây một em. Nó xì xì xì. Cái này nhỏ quá. Còn hai nhỏ các bạn ơi. Qua bắt con bên đây đi. Đây bự hơn nè. Hai đứa lại. Một em rú đầu nó này nè. Mày kiếm tao hả mày. Đây nha. Trời nó quấn cây dầm. Quấn cây dầm luôn rồi. Tập bắt đầu có thể. Quấn cây dầm cứ ngắt. Con nhỏ mình tha. Con nhỏ mình tha đây nha. Con bự đi. Con bự hơn con xíu chứ không bự hơn nhiều. Nhưng con này cỡ này phải ăn được rồi. Ăn được thì mình cứ bữa đó thôi. Phải làm chú bảy luôn. Con đang thắt kìa các bạn ơi. Không có không im mà. Giờ thì kiếm gắn hữu hành luôn quá trời lắm mà không có gắn hữu hành hết trơn. Trời nó im trời. Không có gắn hữu hành. Kiếm quá trời kiếm. Để anh hồi coi. Trời ơi con gắn lãi siêu to khổng lồ luôn các bạn. Gắn lãi quá trời gắn lãi luôn rồi. Làm cao quá trời cao. Đó. Quá trời bự luôn. Các bạn sẽ bắt đây, cao quá trời cao các bạn ơi. Nó nằm cao quá. Rồi, để mình bắt được nó rồi mình quay lại cho các bạn coi chơi nha. Xử lý nó sao đi. Quá trời bự luôn. Rồi mình xử lý được nữa các bạn ơi. Gắn tổ trắng luôn, gắn quá trời bự. Quá trời ngon luôn, gắn quá trời. Cái đầu nó là thật từ thề lè luôn, gắn vàng khè luôn. Quá trời ngon. Hồi lâu được con gắn bự. Gắn lại dùng mình cái này là bự lắm rồi. Thiệt chưa. Quá trời đá luôn. Rồi, từ chỗ. Dạ, 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 dạ. Cắn. Chịt cái này nó cắn liền. Cái đầu nó hung lắm. Đầu nó lẹ lắm. Khỉ khỉ nó là nó chê cái tạc liền đó. Rồi, người giỏi nha. Bây giờ phiêu quá kiếm rắn hữu hành không có trời không có. Đừng rắn nó vô cái nặng vỏ này nha. Đi cũng dùng lắm rồi. Tí mấy rồi. Máu xịt xịt luôn rồi. Rồi tiếp theo tiếp tục nha các bạn. Đừng rắn vỏ vô cái nổi vỏ lên liền. Đừng rắn đãi vô cái cọm vỏ lên đãi chưa. Quá trời ngon luôn. Có mồi nhậu quá. Rồi dính thêm chuột nha các bạn ơi. Dính thêm đứa chuột nữa nè. Chuột này nó chạy lẹ quá trời. Mình quay không kịp nha. Bắn rồi mình nó quay lại cho các bạn coi chơi. Đây một em. Chuột tháng này nó mập chữ thần lắm. Con nào cũng đấy. Nó như con heo vậy. Mập tản cư. Một đứa nữa nha. Mình bắn nó éo leo của tình. Nó muốn xỉu à. Thôi mình giỏng tiên nữa nha. Mình tiễn dòng nữa nha. Thôi mình giỏng tiên nữa nha các bạn. Tiễn dòng nữa nha. Nè, vũ khí nữa nè. Bộ phát thôi. Bộ phát thôi. Rồi, xì vậy nha. Éo le nha. Hai đứa rồi. Đó, được hai đứa rồi đó. Hai đứa vừa chiên được đó nha. Trời ơi. Em đó nha các bạn. Em này sao nằm cao dữ thần vậy ta. Wow, nó kìa. Con nhỏ vậy. Chơi nó thôi.
Không được rồi. Dạ, tôi gắn máu nữa kìa. Mối nằm đá không? Mối nằm thải lại luôn. Con quen gắn máu cho bạn đi coi cái ngủ trên này nè. Đây, gắn máu từ lừ luôn nè, nằm nè. Chạy hả, chạy. Gắn máu. Đó, nằm đó. Đây, em bỏ gắn vô cái mình bắt gắn máu cho các bạn coi chơi. Cái mối thằng điên nó cũng nằm ngồi trên cây đó các bạn. Mình đây mà dùng mình đây thì mùa nước nổi nè. Thì gắn là mấy gắn mối rồi ban đêm thì nó hết chỗ nằm á. Bột đầu nó hang rồi nó bít hết trơn rồi. Rồi nó lên cây nó nằm nó ngủ. Rồi. Rồi các bạn nào giờ có biết gắn mối chưa? Nên bắt gắn mối cho các bạn coi chơi nha. Nằm kín quá. Chơi nó thôi. Dính nè, dính nè, dính nè, dính nè, dính nè, dính nè. Rồi, dính nè các bạn. Rớt đường thậu luôn, cầm đường thậu hết. Chú kia nó rớt mưa rồi, nó xong rồi. Rồi, đây gắn mối này nha. Trời nha, nó ị cái đầu. Cứt đáy tè leo ghé cho nè. Này nghe, nó đó. Thả nó nghe. Rồi. Chụm. Nó bò tạc tạc đó. Rồi, con em gắn lại tản cư các bạn ơi. Em gắn lại quá trời bự luôn kìa. Cao quá sao bắt được đây. Chơi đại nha. Xong mình chơi luôn nha. Đừng rớt. Rớt điện thoại không đây với đâu. Dạ, khó bắt quá. Đừng rớt bà. Khó bắt quá, để mình bắt rồi quay lại các bạn coi nha các bạn. Khó bắt quá, quay hồi rớt điện thoại á. Rồi, mình đã xử lý xong tình huống rồi nha. Cái lãi cỡ này đây là bự rồi. Có thể gì là to rồi đó nha. Thì mình quay cái, mình quay thì có mình đi thì có mình ơi mình à. Bởi vì mình khó quay lắm nha các bạn. Các bạn cũng chịu khó xem giùm mình nha. Mình thì mình quay thiệt. Nhưng mà nó khó quay lắm các bạn ơi. Còn nó khó làm lắm. Quay thì mới đã gớt điện thoại hoài luôn. Rồi vô gió luôn nha. Các bạn xem cũng thông cảm cho mình nha các bạn. Rồi được mấy đứa nữa nè. Rồi tiến hành vô gió luôn. Mình quen con mình khó làm ăn lắm ban đêm. Ban đêm nữa. Dầu vũ cuốn. Trời ơi, mới gặp gì đó không cho ta. Vũ cuốn ơi. Thôi mình về luôn các bạn ơi. Bắn hụt hoài thì chớ quất. Thôi về luôn nha. Về tới nhà các bạn ơi, phiêu quá trời, gần 1 giờ rồi. Giờ mình được mới gắn nè các bạn. Nay quần quá trời quần, không có gắn có gít hết trời các bạn ơi. Rồi gắn nhỏ nhỏ không à. Được cỡ ký gửi gắn này nha. Bữa giới mình cũng dài dữ lắm rồi nghe các bạn. Kiểu đóng khuya rồi. Bữa nay về sớm mới được. Lạnh như quỷ luôn rồi. Được hai chú chuột. Được hai chú ớt luôn. Ớt có chút xíu xíu. Ớt khó đâm có đâm cũng được. Nó thất trận này nha. Rồi hai chú chuột nằm cô đơn kìa. Đã không? Chuột ăn hồi chắc gì chắc chiên luôn quá. Thôi dài lắm nghe các bạn. Mình tạm biệt quý giáo tại đây nha. Chào quý giáo sau mình bắt gắn nhiều nhiều nha các bạn. Bye bye. See you again.